Rồi, em chào anh TK ha, em chào cô chú anh chị nha. Hôm nay nhà vườn Quang Lê bonsai lên tiếp tục giao lưu của anh chị mình số bonsai để bàn và cây to cây lớn nhỏ đều có nha anh chị. Số điện thoại của em là 097 nha, 612 9103, số lần thường dùng Zalo nha anh chị. Rồi em tiếp tục mã số 1 nha. Rồi mã số 1 của em là một cây tùng đài loan em ghép kim cương nha. Mã số 1 là cây tùng đài loan em ghép kim cương. Cây này đường thân co lắc dáng lông rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cũng vậy thì rất là to ha, mấy cây nhỏ là nó dài lắm nha anh chị. Rất là dài nha. Rồi cái này hoành thân xét gốc được 17 nha anh chị, hoành thân xét gốc được 17 ha. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 37 nha. Tàn rộng của nó là 45 ha. Rồi mã số 1 này em giao lưu anh chị mình là 1.300.000. 1.300.000 là bên em bao chậu, bao ship toàn quốc cho anh chị mình một cây tùng đài loan em ghép kim cương nha. Đài loan ghép kim cương, cây nhỏ mà nó dài nha anh chị. Nó đường thân co lắc rất là đẹp ha. 1.300.000 là bên em bao chậu, bao ship toàn quốc chị mình mã số 1 là cây tùng đài loan ghép kim cương nha. Rất là đẹp, đường thân co lắc, cây này dài lắm, dài anh chị. Rồi em tiếp tục lên mã số 2. Mã số 2 cũng là tùng đài loan ghép kim cương nha anh chị. Mấy cây này em sửa đường thân từ nhỏ tới lớn nha. Quay vòng hay vòng nữa mình tiến hành và đo kích thước báo giá anh chị mình ha. Mấy cây này dài lắm anh chị, củ bệ thì rất là đẹp ha. Rồi hoành thân sát gốc như vậy là được 17 luôn nha anh chị. Hoành thân sát gốc cũng 17 ha. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 42. Tàn rộng của nó là 43 ha. Rồi mã số 2 này em giao lưu anh chị mình cũng là 1.300.000. 1.300.000 là bên em bao chậu, bao ship toàn chị mình mã số 2 là cái tùng đài loan ghép kim cương nha. À, già đường thân co lắc rất là đẹp anh chị. Bo cái lá nó rất là đẹp ha. Tùng kim cương mình lá rất là đẹp luôn. 1.300.000 bên em bao chậu, bao ship toàn chị mình mã số 2 là cái tùng đài loan ghép kim cương nha. Rồi em tiếp tục lên mã số 3. Mã số 3 là một cây linh sam song huynh bông màu tím, cây cực lắc đế đều nha anh chị. Đế rất là đẹp ha. Rồi em tiến hành vào đo kích thước báo giá anh chị mình nha. Rồi cái này hoành cũ 43 nha anh chị, hoành cũ 43. Rồi hoành thân vị trí này em đo được là 25. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 28. Tàn rộng của nó là 42. Rồi mã số 3 này em giao luôn anh chị mình là 1.200.000. 1.200.000 là bên em bao chậu, bao ship toàn anh chị mình. Mã số 3 là cái linh sam song huynh bông màu tím nha anh chị. Đó, thì ép chậu sẵn cho anh chị mình chơi ha. Tết để bàn tà rất đẹp luôn. 1.200.000 bên em bao chậu, bao ship cho anh chị mình. Mã số 3 là linh sam song huynh bông màu tím, nguyên cây thực lắc cốt cành chỉnh nha anh chị. Cây em làm rất là kỹ, rất là sạch cho anh chị mình chơi ha. Rồi, em tiếp tục lên mã số 4. Mã số 4 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm, cây này dáng siêu đổ nha anh chị, củ bệ rất là to ha, cây này dài nha anh chị. Rồi em tiến hành vào đo kích thước báo giá anh chị mình ha. Rồi hoành thân vị trí chỗ này em đo được là 22 nha anh chị, hoành thân sẽ gốc là 22 ha. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 20. Rồi tàn đổ xuống của nó là 46 ha. Rồi mã số 4 này em cho luôn anh chị mình là 1.400.000. 1.400.000 là bên em bao chậu, bao ship toàn anh chị mình. Mã số 4 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha. Cây này nó già củ bề rất là đẹp nha anh chị. Bông thì rất là thơm ha. Anh chị mình có chơi nhiệt quế rồi biết bông nó rất là thơm. Dòng kiển là nhiệt quế là bông nó thơm nhất nha anh chị. 1.400.000 bên em bao chậu, bao ship tàu anh chị mình luôn. Củ bề rất là đẹp. Rồi em tiếp tục lên mã số 5. Mã số 5 cũng là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm. Đó, hình thú rất là đẹp anh chị, nguyên cây hình thú được lắc ha. Bông thì nó đang ra nha anh chị, bông đang gộ nha. Rồi em tiến hành vào đó cái thứ có giá anh chị mình ha. Rồi hoành đế nơm của nó là được 35 nha anh chị, hoành đế nơm 35 ha. Hoành thân vị trí em ra được là 16 nha. Rồi cao từ miệng chậu tới ngọn là 45 ha. Tàn rộng của nó là 48 nha. Rồi mã số 5 này em vô luôn chị mình là 1.900.000. 1.900.000 là bên em bao chậu, bao ship tổng chị mình mã số 5. Một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm, cây hình thú cốt cành già anh chị, cây này già dữ lắm, già ha, dáng rất là đẹp nha, dáng rất là đẹp luôn. 1.900.000 bên em bao chậu, bao ship toàn quốc chị mình mã số 5 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Cây em ép chậu sẵn anh chị, ép chậu mỏng anh chị mình chơi sẵn luôn ha.
Rồi em tiếp tục lên mã số 6 nha. Mã số 6 là cây mai chiến thị tung nung lùng lực ha. Cây này em lá xả dây hết anh chị. Cây là thành phẩm nha. Cây này em xả dây hết rồi. Về cắt tỉa là chơi thôi. Rồi hoành thân vị trí này em ra được 18 ha. Hoành thân 18. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 20. Tàn rộng của nó là 33 ha. Rồi mã số 6 này em vô luôn chị mình là 1.400.000. 1.400.000 là bên em bao chậu bao ship tùng chị mình. Mã số 6 là cây mai chiến thị tung nung. Cây thành phẩm nha. Cây em đã tháo dây sạch sẽ hết ha. Cây thành phẩm luôn rồi. Về cắt tỉa là chơi em chị. Rồi nguyên có cần cho chị mình xem ha. 1.400.000 là bên em bao chậu bao ship tùng cho chị mình luôn. Cây rất là đẹp. Cốt cành rất là chuẩn luôn. Đó, em tiếp tục lên mã số 7 nha. Mã số 7 cũng là mai chiến thị tung nu nha anh chị. Đó, mai chiến thị tung nu cốt cành già ha. Rồi em tiến hành vào đó cái thức báo giá anh chị mình ha. Mấy cây này để bằng tà rất là đẹp anh chị. Hoành thân 14 ha. Cao từ miệng chậu tới ngọn cũng là 15. Tàn rộng của nó là 26 nha. Rồi mã số 7 này em giao luôn chị mình là 950.000. Bên em bao chậu bao ship tồn chị mình. Mã số 7 là cây mai chiến thị tung nung. Mấy cây liền xẻo hết nên chị. Liền mà cắt hết ha. Em có cạnh cho chị mình xem ha. Cây này đang hai lá nha chị. Đang hai lá là già dạ, lá là nó là bông nha. 950.000 là bên em bao chậu bao ship tồn chị mình luôn. Siêu mini đĩa bàn. Rồi em tiếp tục đến mã số 8. Mã số 8 cũng là mai chiến thị tung nu nha anh chị. Mai chiến thị tung nu. Này là nu là đời đầu nha anh chị. Nu là từ gốc lên tới ngọn ha. Em tiến hành vào đo kích thước báo giá anh chị mình nha. Nu đời đầu mình mới nu mới nhiều nha anh chị. Hoành đế 56 nha anh chị. Hoành đế 56 ha. Hoành thân vị trí này em đo được là 20 nha. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 43. Tàn rộng của nó là 65. Rồi mã số 8 này em giao luôn chị mình là 3.200.000. 3.200.000 là bên em bao chậu bao ship tổng chị mình. Mã số 8 là mai chiến thị tung nu ha. Dán này dán cực quyền rất là đẹp anh chị. Nu là từ gốc tới ngọn. Quay cái dàn nu cho anh chị mình xem ha. Quá xá nu nha. Nu dữ lắm nu. 3.200.000 bên em bao chậu bao ship tổng anh chị mình. Mã số 8 là mai chiến thị tung nu nha. Nu ốc như cái dạng nu nó như ốc nó đeo cũng cục cục ha. 3.200.000 là mình em bao chậu bao ship tùng anh chị mình luôn. Rồi em tiếp tục lên mã số 9. Mã số 9 cũng là một cây tùng Đài Loan ghép kim cương nha anh chị. Mấy cây này đám này tùng này em đã sửa đường thân hết rồi nha. Đường thân rất là đẹp ha. Nhỏ mà nó già nha anh chị. Rồi hoành thân sẽ gốc có được là 15 nha anh chị. Hoành thân sẽ gốc là 15 ha. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 43. Tàn rộng của nó là 40. Rồi mã số 9 này em giao luôn chị mình là 1.300.000. 1.300.000 là bên em bao chậu bao ship tùng chị mình. Mã số 9 là cây tùng Đài Loan ghép kim cương nha. Đường thân dáng lông rất là đẹp anh chị. 1.300.000 bên em bao chậu bao ship tổng chị mình. Mã số 9 là cái tùng Đài Loan ghép kim cương. Cốt cành rất là chuẩn anh chị. Rồi em tiếp tục đến mã số 10 nha. Mã số 10 là cây nguyệt quế lá sắn mông chùm nha anh chị. Đó, cây dáng bay rất là đẹp ha. Cây này già cây nha anh chị. Quay vòng hai vòng nữa rồi em tiến hành vào đo cái thước báo giá anh chị mình ha. Cốt cành già, hình thú rất là đẹp anh chị. Rồi em tiến hành vào đo cái thước báo giá anh chị mình luôn nha. Cây này hoành đế 1m1 nha anh chị. Hoành đế 1m1 ha. Rồi hoành thân vị trí này là đã qua được 36 anh chị. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 55. Tàn rộng của nó là 1m2. Rồi mã số 10 này em giao luôn chị mình là 7.500.000. Em bó bầu bao ship nha. Đó, mã số 10 là cây nguyệt quế lá sẵn bông chùm cốt cành già. 7.500.000 em bó bầu bao ship nha anh chị. Cây này già cốt cành đẹp lắm chị. Đế đẹp luôn nha. Cây này về làm tiểu cảnh rất là đẹp nha anh chị.
Cái này bao già bao đẹp chi mình chơi luôn, 7 triệu 500k em bó bầu bao ship nha. Rồi mã số 10 này là cây nguyệt quế lá sắn mông chùm nha anh chị. 7 triệu 500k em bó bầu bao ship ha. Cây cốt cành già nha anh chị, cây hành phẩm đó nha, bây giờ cắt tỉa là chơi ha. Ra bông bông nó rất là thơm nha anh chị. Nó dáng này rất là đẹp luôn. Hạ đất đi chút tính. Bật lại đi. Rồi em tiếp tục lên mã số 11 ha. Mã 11 là cây mai chiến thủy nu gò công dáng tật quyền cốt cành dài anh chị. Cây này còn có mấy cọng dây ha, về xả dây luôn giúp giùm em được ha. Rồi em quen dòng hay dòng nữa rồi em tiến hành vào đó cái thước báo giá anh chị mình ha. Dáng tật quyền nu là từ gốc lên tới ngọn nha anh chị. Rồi cái này hoành củ đế là 80, hoành củ đế 80. Hoành thân 40. Cao từ miệng chậu lên tới ngọn là 70. Tàn rộng nó 1 mét nha anh chị. Rồi mã số 11 này em giao lưu anh chị mình là 11 triệu nha, 11 triệu bên em bao chậu bao ship tù của chị mình. Mã 11 là cây nguyện mai chiến thủy nu gò công dáng thực quyền ha. Cốt cành như sumo hết nha anh chị, rất là lực ha. Cây đã hành phẩm gì cắt tỉa là ra bông là chơi nha anh chị. 11 triệu là bên em bao chậu bao ship tù của chị mình. Mã 11 là cây mai chiến thủy nu gò công dáng thực quyền. Ngừng lại cho anh chị mình xem, nó còn cái sẹo chỗ này chút xíu thôi anh chị, còn như nó bít hết nha, còn cái này chút xíu rồi ha, đầu ngón tay mình nó bít hết rồi nha, nu từ là gốc lên tới ngọn nha anh chị, coi cốt cạnh anh chị mình xem cho kỹ ha. Già cây lắm anh chị, quay mặt hôm nay cho anh chị mình xem luôn. 11 triệu là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã 11 là cái mang hiển nu gò công dán thật quyền nha. Rồi, em tiếp tục lên mã 12. Mã 12 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha anh chị. Cây này hổng quá từ bông luôn, bữa nay nó rụng bông nó đậu tái nha anh chị. Rồi tiến hành vào đo kích thước giá anh chị mình ha. Cây này cốt cành rất là to nha anh chị. Em đo cái củ được nhiều ha. Còn đo thân nữa anh chị. Rồi hoành thân vị trí này được 33 nha anh chị. Hoành thân sẽ gốc là 33 ha. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 30. Tàn rộng của nó là 50. Rồi mã số 12 này em vô luôn chị mình là 2 triệu 500k, 2 triệu 500k bên em bao chậu bao ship tồn chị mình. Mã 12 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Quá tự kiếm. 2 triệu 500k bên em bao chậu bao ship tồn chị mình. Mã 12 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha. Nguyên cốc cành cho chị mình xem ha, cốc cành anh chị. Kiếm quá trời ta. Bưng để ngoài nắng luôn cho kiếm nó ra. Rồi em tiếp tục lên mã 13. Mã 13 cũng là cây tùng Đài Loan em ghép kim cương nha anh chị. Đó. Mấy cây này đường thân là em sửa từ nhỏ tới lớn nha. Rồi em tiến hành vào đo cái thước báo giá anh chị mình ha. Cây này to hơn mấy cây kia được rồi anh chị. Vàng cốc cạnh nó già hơn. Cây này hoành thân sẽ gốc của nó được 16 ha. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 42. Tàn rộng của nó là 60. Rồi mã 13 này em giao luôn chị mình là 1 triệu 400k nha, 1 triệu 400k bên em bao chậu bao ship tổng chị mình. Mã 13 là cái tùng Đài Loan em ghép kim cương ha, rất là đẹp, đường thân co lắc rất đẹp. Cái cây này cũ đẹp không chị, cũ to to không ha, mà nó già nha, nhỏ mà nó già. 1 triệu 400k là bên em bao chậu bao ship tổng chị mình. Mã 13 là cái tùng Đài Loan em ghép kim cương nha.
Rồi em tiếp tục lên mã 14. Mã 14 là cây mai chứng hỷ trên nu tung nu nu dĩ quý anh chị, tung nu dĩ quý ha, cốt cành già ha, cây này thành phẩm anh chị, cây này vàng đế và bỏ móng rất là đẹp ha. Rồi quanh thân vị tiến này đo được 15 nha, cao từ biên chọn tới gần là 32, tài rộng của nó là 60. Rồi mã 14 này em vô luôn chị mình là 2 triệu 200k là bên em bao chậu bao ship toàn chị mình. Mã 14 là mai chứng hỷ tung nu dĩ quý ha, vàng đế rất là đẹp anh chị, đế nó bỏ móng rất là đẹp ha. Nguyên cốt cành anh chị mình xem nha, cây thành phẩm anh chị, cốt cành thì dài lắm, dài nha, lặt lá lên là lên sân hô hết nha anh chị. Quay mặt đây cho anh chị mình xem ha, lặt lá lên sân hô hết rồi, cái liền xẻo hết anh chị, không còn mặt cắt nào trên cây nha, nó liền mặt cắt hết rồi, còn mấy cọng dây gì tháo luôn giùm em được rồi. 2 triệu 2 bên em bao chậu bao ship tổng anh chị mình luôn. Rồi em tiếp tục lên mã 15. Mã 15 là cây mai chứng thủy da đen lá lớn nha anh chị, da đen lá lớn ha, cây này cốt cành rất là to nè, cây bại anh chị, em tiến hành vào đo kích thước báo giá anh chị mình ha. Hoành thân 20 nha anh chị, hoành thân 20, cao từ miệng chậu tới ngọn là 17 nha, tàn rộng của nó là 30 ha. Rồi mã 15 này em vô luôn chị mình là 2 triệu 900k, 2 triệu 900k là bên em bao chậu bao ship toàn chị mình. Mã 15 là cây mai thủy lá lớn da đen, cốt cành thì như sumo hết rồi, em nghiên cốt cành cho anh chị mình xem ha, cốt cành em đã rút cốt lại hết anh chị, đây là lọc non rất là đẹp ha. Rồi nghiêng qua đây cho anh chị mình xem luôn, đế thì 24 giờ anh chị, đế rất là đẹp ha, cái cây này ép chậu mỏng như chị mình chơi hết rồi nha, về để bàn là chơi thôi. 2 triệu 9 bên em bao chậu bao ship tổng anh chị mình. Mã 15 nha. Rồi em tiếp tục lên mã 16. Mã 16 cũng là mai chứng thủy này, dòng mai chứng thủy nu gò cong lá nhỏ nha anh chị, mai thủy nu lồi gò cong lá nhỏ, cây này già cây nha, cũng bể rất là đẹp luôn. Cây này hoành củ đế nó là 40 nha anh chị, hoành củ đế 40 ha, hoành thân vị tím đo chỗ này được 22 nha, cao từ miệng chậu tới ngọn là 19, tàn rộng 32. Rồi mã 16 này em vô luôn anh chị mình cũng là 2 triệu 900k, 2 triệu 900k là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã 16 là mai chứng thủy nu gò cong ha, cây này cây dáng cây bài nha anh chị, rất là đẹp ha, cốt cành em đã rút cốt hết rồi, đang ra lọc non nha. 2 triệu 9 bên em bao chậu bao ship tổng cho anh chị mình. Mai chứng thủy nu gò cong, bây giờ mai chứng thủy nu gò cong là lá nhỏ nha anh chị, nó 2-3 loại lá ha. Rồi em tiếp tục lên mã 17 nha. Mã 17 là một cây mai chứng thủy lá lớn da đen luôn anh chị. Đó, cốt cành như sumo, cây thành phẩm nha. Em tiến hành vào đo cái thước báo giá anh chị mình ha. Cây này chuẩn bài nha anh chị. Cây này hoành củ đế của nó là được 48 nha anh chị, hoành củ đế 48 ha. Hoành thân của nó được 18 nha. Cao từ miệng chậu tới còn là 17 ha. Tàn rộng của nó là 35 nha. Rồi mã 17 này em vô luôn chị mình là 5 triệu 500k, 5 triệu 500k là bên em bao chậu bao ship tổng chị mình. Mã 17 là mai thì lá lớn cho đen, cây bài cốt cành như sumo hết rồi, em nghiên cốt cành cho chị mình xem ha, ở cái lên san hô hết rồi chị, lặt lá lên san hô hết rồi nha, rất là già cây, cây rất là chuẩn nha anh chị. 5 triệu 500k bên em bao chậu bao ship tổng chị mình. Mã 17 là mai thì lá lớn cho đen nha, cây này dài lắm, dài chị, cây thành phẩm liền xẹo hết rồi nha, có cộng hay cộng dây thôi, còn em đã xả dây hết rồi, không còn cái mặt cắt nào trên cây nữa anh chị. Rồi em tiếp tục lên mã 18 ha. Mã 18 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha anh chị. Đó, nguyệt quế lá sắn bông chùm, cây hình thú rất là đẹp ha. Em tiến hành vào đo cái thước báo giá anh chị mình nha. Cây này hoành đế 63, hoành thân vị trí này em đo được là 29, cao từ miệng chậu tới ngọn là 34, tàn rộng của nó là 50. Rồi mã 18 này em vô luôn chị mình là 1 triệu 900k, 1 triệu 900k là bên em bao chậu bao ship toàn chị mình. Mã 18 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm, những rất là đẹp, bể đế rất là đều anh chị, rất chi ai rất là đẹp ha. 1 triệu 900k bên em bao chậu bao ship toàn chị mình. Mã 18 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha, già cây lắm chị.
Đó, em tiếp tục lên mã 19. Mã 19 là một cây mai chiến thị lá lớn dây đen nha anh chị. Đó, mai chiến thị lá lớn dây đen ha. Quay vòng nó gồm tiến hành vào đo cái bó giá anh chị mình nha. Cây này dáng đẹp, cốt canh già anh chị. Cây này còn mấy cọng dây thôi nha, dây xả dây luôn thì em được ha. Ở cái này quành củ đế nó là 77 nha, quành củ đế 77 ha. Đo cái eo chỗ này thử nha. Đo cái thân đi. Thân vị trí này được 17 nha anh chị. Đó, thân cốt nhỏ nhất là 17 ha, cao từ miệng trọng còn là 38 nha. Tàn rộng của nó là 60 ha. Rồi mã 19 này em vô luôn anh chị mình là 2.900.000. 2.900.000 là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. 19 là mai thì nó lớn da đen nha. 2.900.000. 2.900.000 là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình luôn ha. Cái này già cây lắm chị. Lên nu hết nha, cái củ này lên rất là nu, rất là đẹp nha chị. 2.900.000 là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã 19 là cây mai chiến thị lá lớn da đen ha. Cây này liền xẻo hết nha chị, hết mà cắt luôn rồi nha. Dạ. Rồi em tiếp tục đến mã 20. Mã 20 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha chị. Nguyệt quế lá sắn bông chùm ha, cốt cành già ha. Quen dòng nó rồi em tiến hành vào đo cái thước báo giá chị mình nha. Ở cái này hoành cũ nó là 68 anh chị, hoành cũ 68 nha. Rồi hoành thân vị trí này em đo được là 29 ha. Cao từ miệng trọng tới ngọn là 43. Tàn rộng của nó là 75. Rồi mã 20 này em vô luôn chị mình là 4.500.000. 4.500.000 là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã 20 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha. Đế là đẹp anh chị, đế 24 giờ ha. Cốt cành già, chững cành cho anh chị mình chơi. Bông nó rất là thơm nha. Nguyên cốt cành cho chị mình xem ha, cốt cành anh chị rất là già cây nha. Về mặt này cho chị mình xem ha, cái này nó bị cháy miếng da chút xíu anh chị, cháy da chỗ này chút xíu và đang kéo ke vào rất là mạnh ha, không còn vấn đề nha, cây khỏe mạnh, hơi nặng. 4.500.000 là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã 20 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha, cốt cành già chuẩn bài cho anh chị mình chơi luôn. Rồi em tục lên mã 21. Mã 21 là cây mai chiến thị tung nu nha anh chị, này dáng đổ rất là đẹp ha, mai thị tung nu nha. Rồi em tiến hành vào đo cái thước báo giá anh chị mình ha. Rồi hoành thân nó được 13 anh chị, hoành thân 13. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 26. Tàn đổ xuống là 60 ha. Người mã 21 này em vô luôn anh chị mình là 1.900.000 nha. 1.900.000 bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã 21 là mai chiến thị tung nu dáng hát đổ cốt cành già ha. Dòng cây đổ mình nuôi rất là lâu anh chị. Nhỏ nó dài dữ lắm, dài nha. Nhìn cốt cành anh chị xem ha, nó dài dữ lắm, dài cây. Bít mặt cắt hết nha anh chị, liền xẹo hết rồi nha. 1.900.000 mình em bao chậu bao ship tổn chị mình luôn. Rồi em tiếp tục lên mã 22. Mã 22 cũng là mai chiến thị tung nu thác đổ, hôm nay em có một cặp giống nhau nha anh chị, có một cặp ha. Quay vòng nó rồi em tiến hành vào đo cái thước báo giá anh chị mình nha. Này con cặp rất là đẹp luôn. Rồi hoành thân vị trí này cũng là 14 nha anh chị. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 28 ha. Tàn đổ xuống là 56 ha. Rồi mã 22 này em cũng giao luôn chị mình là 1.900.000 nha. 1.900.000 bên em bao chậu bao ship cho chị mình. Mã 22 là mai chiến thị tung nu nha, hát đổ luôn nha anh chị. Một cặp nó giống nhau ha. Rất là già cây. Em nghiên cốt cành cho chị mình xem ha. Một triệu 900.000 bên em bao chậu bao ship trụng chị mình. Mã 22 là mai thị trung nu dáng hát đổ nha. Rồi em chụp lên mã 23. Mã 23 là một cây linh sam sông hinh bông màu tím anh chị. Linh sam sông hinh bông màu tím ha, cây lùng lực nha.
Rồi em tiến hành vào đo cái thước đo giá chị mình ha. Hoành cũ 50, hoành thân vị trí này được là 29, cao từ miệng chậu nó còn là 28, tàn rộng 40. Rồi mã 23 này em vô luôn chị mình là 1.200.000, 1.200.000 là bên em bao chậu bao ship tổng chị mình. Mã 23 là linh sam song hình bông màu tím nha. Cái này lùng lực rất là đẹp hết chị, bông rất là thơm. 1.200.000 bên em bao chậu bao ship tổng chị mình. Mã 23 là linh sam song hình bông màu tím nha. Rồi em tiếp tục lên mã 24. Mã 24 cũng là linh sam song hình bông màu tím. Cây hai thân huynh đệ thì rất là đẹp anh chị. Dáng huynh đệ rất là đẹp ha. Rồi em tiến hành vào đó cái thước báo giá anh chị mình nha. Rồi hoành thân vị trí này được 23 anh chị. Hoành thân 23. Cao từ miệng chậu tới còn là 40. Tàn rộng nó là 70. Rồi mã 24 này em vô luôn anh chị mình là 1.300.000. 1.300.000 là bên em bao chậu bao ship tổng anh chị mình. Mã 24 là linh sam song hình bông màu tím nha. Mấy cây này đường thân rất là đẹp anh chị, dáng rất là đẹp luôn. 1.300.000 bên em bao chậu bao ship tổng chị mình. Mã 24 là linh sam song hình bông màu tím ha, chị có đường thân rất là đẹp nha. Quay bên đây cho chị mình xem đường thân co lắc rất là đẹp. Một triệu 400.000 bên em bao chậu bao ship tổng chị mình. Mã 24 là linh sam song hình bông màu tím nữa. Rồi em tiếp tục lên mã 25. Mã 25 là cái này linh sam hoa tắng phất hồng nha anh chị. Đó, linh sam song hình em ghép hoa tắng phất hồng nha. Nó cốt cành già, cốt cành lực, đế đẹp nữa. Này linh sam hoa tắng phất hồng nha quý anh chị. Cái ghép nha. Rồi hoành củ đế nó 58 ha, hoành đế nôm nó là 58. Hoành thân vị trí này được 16 ha. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 40. Hôm tàn nó là 70. Rồi mã 25 này em vô luôn chị mình là 1.500.000, 1.500.000 là bên em bao chậu bao ship toàn chị mình. Mã 25 là linh sam hoa tắng phất hồng nha. Cái này em ghép nha chị, linh sam trong hình em ghép hoa tắng phất hồng ha. Cái này cốt cành già, em ghép rất là lâu năm rồi nha, rất là đẹp. Rất chi ai, rất là đẹp, đế đẹp nha chị. Đó, 1.500.000 bên em bao chậu bao ship cho chị mình. Mã 25 là linh sam hoa tắng phất hồng nha. Cái này thì lặt lá là cả bông anh chị, lặt lá lên bông rất là đẹp ha. Rồi em tiếp tục lên mã 26. Mã 26 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm, cây hình thú cốt cành già anh chị. Quay vòng nữa rồi em tiến hành vào đo cái thước báo giá anh chị mình ha. Rồi hoành thân vị trí này em đo được là 26 anh chị, hoành thân 26 ha. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 48 nha. Phôm tàn của nó là 70. Rồi mã 26 này em vô luôn chị mình là 1.900.000 nha. 1.900.000 là bên em bao chậu bao ship toàn chị mình. Mã 26 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Cốt cành già. Dáng hình thú rất là đẹp anh chị. 1.900.000 là bên em bao chậu bao ship toàn chị mình. Mã 26 là nguyệt quế lá sắn bông chùm nha. Già cây lắm anh chị, dáng rất là đẹp ha. Rồi em tiếp tục mã 27 anh chị. Mã 27 là cái này sam núi tái thành phẩm anh chị. Nó hai mép chậu nhỏ cho anh chị chơi ha. Cây liền xe nó đã bích mặt cắt hết nha anh chị. Rồi hoành thân vị trí này được 11 anh chị, hoành thân 11 ha. Cây đem tháo dây sạch sẽ nha. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 15, tàn cộng của nó là 33 ha. Rồi mã 27 này em giao luôn chị mình là 1.100.000, 1.100.000 là bên em bao chậu bao ship cho chị mình ha. Mã 27 là sam núi tái thành phẩm nha. Cái này hết dây luôn chị, em xả dây hết rồi nha. Cái chậu không hơn tầm mấy rồi anh chị. Cái chậu tầm mấy à. Nghiêng bên đây cho anh chị mình xem ha, già cây lắm chị. Để bàn tà rất đẹp nha.
1.100.000, bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình luôn. Nhỏ khó cầm. Rồi em tiếp tục lên mã 28 ha. Mã 28 là mai chiến thủy nu gò công nha anh chị. Đó, nu gò công nhấn thực quyền ha. Củ bề rất là đẹp anh chị, cốc cành già ha. Rồi cái này hoành cũ của nó là 50 anh chị, hoành cũ 50 ha. Rồi hoành thân vị trí này em đo được là 28 nha. Cao từ bên trọng tới ngọn là 33. Thun tàn nó là 46 ha. Rồi mã 28 này em vô luôn anh chị mình là 1.900.000, 1.900.000 là bên em bao chậu bao ship toàn chị mình. Mã 28 là mang hiển nu gò công nha. Nu gò công dáng này rất đẹp anh chị. Già cây ha. Một triệu 900.000 bên em bao chậu bao ship toàn anh chị mình. Mã 28 là mang hiển nu gò công. Rồi, em chụp lên mã 29, mã 29 là cây ổi tàu siêu tái anh chị, ổi tàu siêu tái ha. Cây này đang có còn có 1-2 tái thôi anh chị. Làm tiến hành và đo kích thước báo giá anh chị mình nha. Có 1-2 tái trên cây ha, chín đang chín anh chị, rất là thơm ha. Rồi quanh thân nó là 13 anh chị, quanh thân 13 ha. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 50. Hôm tàn của nó là 65. Rồi mã 29 em vô luôn chị mình là 1.900.000, 1.900.000 bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Em chính là cái ổi tàu siêu toái nha, đế rất là đẹp anh chị, đế đều ha, ổi tàu một chiếm đế gì cũng hơi bị hiếm anh chị, đế rất là đều. 1.900.000 bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã 29 là cái ổi tàu siêu toái nha. Cái màn xe này chết luôn. Nghe chưa? Rồi được rồi. Rồi em tiếp tục lên mã 30 nha chị. Mã 30 là cây tùng la hén em ghép kim cương nha. Cây này cốt cành già nha chị. Hình thú rất là đẹp ha. Em quay vòng hai vòng nữa rồi em tiến hành và đo cái thước báo giá anh chị mình ha. 30 là cây cuối lai luôn nha chị. Mã 30 là cây cuối lai nha. Rồi em tiến hành và đo cái thước báo giá anh chị mình ha. Rồi cái này hoành củ đế của nó là 1m3 anh chị, hoành củ đế 1m3 ha. Rồi em đo cái củ vị trí này ha là được 68 nha, củ 68. Rồi hoành thân vị trí này được là 48 ha. Rồi cao từ miệng chậu tới ngọn là 95. Toàn rộng của nó 1m nha anh chị. Rồi mã 30 này em vô luôn anh chị mình là 14 triệu nha, 14 triệu em bó bầu bao ship nha anh chị. 14 triệu là cái em bó bầu bao ship ha. Đó. Cây tùng la hán em ghép kim cương nha, cốt cành già nha chị, cốt cành rất là già, nguyên dòng nó nguyên cốt cành anh chị mình xem. Rồi mã 30 là cây tùng la hán em ghép kim cương nha, cây này 14 triệu em bó bầu bao ship cho anh chị mình ha, cốt cành anh chị, hình thú. Đế rất là đẹp luôn. 14 triệu em bỏ bầu bao ship nha. Mã 30 là cây cú lai anh chị. Tùng la hán em ghép tùng kim cương nha. Rồi em quay cốc cành cho chị mình xem nha. Cốc cành nó bị cháy với da tên này chút xíu nha chị. Cháy da tên cái ngọn này chút xíu nha. Không hình những đề đang kéo cây vô rất là mạnh nha anh chị. Cháy da tên ngọn chút xíu ha. Nè, để em quay cái trái da cho anh chị mình xem nha. Nè, nó trái da chỗ này chút xíu nha anh chị. Nè, nó trái cái đường này chút xíu ha. Dạ, cho anh chị mình thấy ha. Đó, trái đường này chút xíu, không nên đề đang kéo keo rất là bành nha anh chị. Em đã xử lý hết rồi ha. Đó, 14 triệu em bó bầu bao ship, cái tùng la hán em ghép tùng kim cương nha. Phóng xa cái nó được.
Rồi em cũng xin kết thúc live tại đây hết anh chị. Em cũng mong cho anh chị mình vô xem live và ủng hộ nhà vườn. Em cảm ơn của anh chị mình rất là nhiều nha. Bye bye.